mình làm cái clip mình đọc thơ nha, rồi ai muốn hỏi gì á cứ hỏi. Tại bữa giờ em đọc thơ cũng cả năm rồi chưa đọc lại, tại cái thơ á là cái lời của mấy vị, lời mấy vị á thì nó thấm vô cái trong lúc này họ mới cân nhắc. Còn lời cho vụ nó là một chuyện, nên giờ mình đọc thơ để cho vui bữa nay, chứ nãy giờ nói mấy tiếng vu vơ rồi. Nhiều bài quá. Canh khuya gà gáy o o, là thời khởi điểm con đò sang sông. Đò kia là giống tiếng rồng, giờ khi đỏ lửa đón ông vua về. Giờ đây mới hết mát lê, trời nam bừng sáng phu thê rõ ràng. Chim hiền mặc sức dọc ngang, trời nam lộng gió phù tan khắp cùng. Chim hiền nằm nặng nợ kiếm cung, cùng nhau dựng nước đứng chung một nhà. Bên cạnh là chú cờ hoa, cùng là chú chệt lân la bên mình. Mừng cho dẫn nước hồi sinh, dân nam ăn hưởng thanh bình nơi nơi. Chim hiền gán đợi chim ơi, hỡi người chí sĩ đừng lơi chí tài. Thời cơ chỉ một không hai, tu tâm luyện trí ngày mai tung hoành. Chim hiền tung cánh trời xanh, gặp thời gặp giận năm canh con mèo. Con mèo đường dài nhưng chẳng bao xa, thánh hiền chuyển hóa mới là hiển linh. Chờ xem lưới bủa cá kình, thuyền nam đến bến bình minh ký thời. Chim hiền dững chí chim ơi, thu tàn đông đến cơ trời mới hay. Kế tiếp, rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, thân quan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm. Biết ai mà chỉ đường giùm, thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra. Tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng chừng quỷ lộng sang hà. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quá giang long hiện trên bầu trời nam. Binh rầm rộ núi sam núi sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời bắc miền rầm rộ khóc than. Đông Tây Nam Bắc quy hàng, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu lâm khổ quốc chung. Hạ Lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền Nam bị miên sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả, đồng bào ơi hãy khá tin rằng, miền Nam quốc Phật thánh thần, sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở dân. Bế cơ tọa tỉnh quảng thanh, tu tâm tích tụ duyên lành trà hoa. Trần gian còn lắm phong ba, thế gian chưa hết yêu ma hại người. Thực hư hư thực thực hư, sắc không không sắc đồ sư sư đồ. Lưu ly quang dược Nam Mô Quan Âm, nạn giải cam lồ ơn ban. Nhanh thai cho kiếp nhân gian, đầu xanh tuổi hạt, khuôn vàng
câu thơ. Thơ đây không phải thế thơ, thơ thời thơ thới, thơ trời thơ mây. Trời mây thời thới vần xoay, thời cơ biến đổi vui vầy lời ca. Tòa sen tỏa ánh Phật bà, độ đời hành thiện có ta có người. Mai kia tiếp nối xuân tươi, kỷ canh tân khúc rạng ngời đường ta. Trần gian gọi gió đông qua, giáng cơ ngộ kiến trà hoa mấy dòng. Cháu già ngậm cỏ ven sông, đầu rền sóng dỗ biển đông không lường. Tai ương nói tiếp tai ương, quan hồn quả kiếp buồn thương khắp cùng. Đông Tây Âu Á nhìn chung, quả hồng thủy bạc tài hung ngân hà. Lạ gì bọn cáo bôn ba, lạ chi bọn quỷ bọn ma biến hình. Số đời có cải dòng quanh, số thiên đã định đã thành nghiệp dây. Gẫm xem cuộc thế đổi thay, tam thu hạn đáo kết lai tứ tuần. Tứ tuần hạn đáo nghênh xuân, tứ tuần hạn đáo cập rừng về non. Nhớ chăng câu nói ví von, hoa đầu hoa cuối vuông tròn đông tây. Tứ tuần mới thật là hay, tứ tuần hạn quá chủ thầy tàn vong. Nhất thời phong vũ nam long, thái xuân trỗi khúc mục đồng nghiêu ca. Quang minh nhất điểm đâu xa, yến anh tương khúc tương ca tương hòa. Diễn du bát nhã thuyền quang, lục thập niên giáp Phật ban pháp truyền. Bới cơ chờ đến thiện duyên, đàn xưa nhịp lỗi tâm nguyện phôi pha. Bữa nay đọc khỏi phải giảng không? Thấy cái này xưa có đọc rồi, lâu lâu đọc lại để nhắc cho đã biết. Lời này lời của Phật, của Thánh. Còn lời mình họ không nghe thì hôm nay mình nói lời Phật, lời Thánh để họ nghe không. Ở trong đó nói rõ hết trơn á. Nếu mà người hiểu về thơ á, hiểu tiếng Việt thôi, đọc cũng hiểu đúng không? Từ chữ, từ câu mấy gì nói rất là rõ. Thời cơ chuyển biến khắp nơi, ba thu nói tiếp tan đời lũ hung. Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Phen này bọn khỉ lao đao, hết thời vang bóng núp vào đảng ki. Phen này những kẻ mê si, bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ. Mai đây nói lại vần thơ, nhấp cho cạn chén cạn lời quỳnh tương. Thành tâm đốt lại nén hương, thánh thần chứng giám muôn đường còn ta. Mai đây chạy hội trà hoa, độ dân giúp nước mọi nhà yên vui. Mai đây hết ngược hết xuôi, thuận buồm yên gió đò tôi kính người. Mai đây đón lại xuân vui, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rủ sạch u mê, hết kỳ pháp nạn gia thơi trùng phùng. Giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn chăm lòng nở hoa. Trà tòa sen tỏa ánh Phật bà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì. Chim hiền tỏ cánh bay đi, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ rạng vui chung nước nhà. Thiên cơ khó lộ quá xa, những tâm tin tưởng lời ta phán truyền. Thơ nhiều, đọc tới đâu hay tới đó, đọc tới mỗi miệng thôi. Lúc này cần phải cho review lại không, cho bển nghe thơ lại. Không thích nghe mình nhảo thì mình đọc thơ. Thơ này của Đức Thầy không? Nguyên mấy gì? Gió vàng hiu hắt vào thu, tứ thuyền bát nhã nam vô độ đời. Thiện căn Phật dạy mấy lời, quả kia đã cạn
nghiệp thời trả xong. Trời Nam một dãy mênh mông, chờ xem ngọn gió thu đông kịp thì. Thu đi đông đến một khi, xuân phân nhất nhật hồ ly thọ hình. Bắc phương nổi tiếng hai kinh, chú toàn sứ mạng hòa bình đông nam. Trời Nam mấy bước thăng trầm, lục thập niên giáp Quan Âm Phật truyền. Từ đây hết giặc tần phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tôi trung. Từ đây mới thật là xuân, từ đây trăm họ vui mừng oan ca. Duyên trần hai chữ trà hoa, nhập phàm cứu độ nhà nhà an cư. Chờ xem đồ trận binh thư, cán cân thế cuộc thực hư tỏ tường. Thuyền ai đổ bến quê hương, vào xuân chó rạng thái dương kia rồi. Kẻ đi người ở riêng ngôi, một giờ sớm hợp mấy hồi chớ lo. Nhân danh thần nữ tự do, ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Đêm thu rải rác sao rơi, ngẫm si cho cạn ai ơi chim hiền. Canh khuya chở giấc cô miên, thật hư mộng tỉnh cơ thiên ai ngờ. Đêm nay đâu phải là mơ, thương người thành tính để chờ tin ta. Dựng xây cơ nghiệp trà hoa, cho đời mấy hậu, cho nhà nước Nam. Chu kỳ khởi điểm lao đao, gà đi chó sủa, heo cào chuột ca. Năm châu thế giới bôn ba, con buồn mẹ đổ lệ qua bao lần. Ba ngồi chiếu tỏa kim vân, mười phương tị hiện hồng trần nhiễu như. Giang tay cứu vớt muôn phương, giang tay phù trợ quê hương đọ đài. Thiên tai nói tiếp dịch tai, nhân sinh thống khổ ai ngoài thương tâm. Từ bi cứu khổ Quan Âm, mẹ hiền vô nhiễm từ tâm giải nàng. Giải cơn sóng dữ mênh mang, cứu cơn dịch ác lan tràn đông tây. Giữa thời nhiễu loạn hôm nay, yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Khuyên người hãy gắn tâm tu, chí tâm trì nguyện Phật thì gia ơn. Trà hoa nhớ lấy lời ta, nhất tâm khấn nguyện rời xa khổ nạn. A Di Đà Phật rõ ràng, Nam mô cứu khổ cứu nàng Quan Âm. Nhất tâm niệm Phật nhất tâm, nhất tâm sám hối lỗi lầm vương mang. Nhất tâm giúp cảnh bần hàng, nhất tâm gìn giữ vẹn toàn nghĩa nhân. Khỉ kia nay đã phân thân, phân rồi tự quỷ cuối phần mà thôi. Thời cơ khó đoán ai ơi, xảy ra mới biết cơ trời hiển linh. Tiền đình mai vẫn còn xin, ngày xuân di lạc chúc mừng trà hoa. Mẹ sắm chặn trình, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Can qua xứ xứ khẩu đao binh, mã đờ dương cước anh hùng tận. Thân dậu niên lai kiến thái bình, rồng bay năm vẻ sáng ngời. Rắn qua sửa soạn hết đời xe tăng, ngựa hồng quỷ mới nhăn răng. Cha con dòng họ thầy tăng hết thời, chính con rồng lộn khắp nơi. Nhện đăng lưới gạch dại thời mắt mu, mèo kêu bá tánh lao sao. Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê. Khắp trong trần hạ nhiều bời gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào. Canh khuya gài gáy máu đào mới ngưng. Cái này của chị Thánh Mẫu Lứa Hạnh. Tháng ba vào tiết thanh minh, cõi âm giáp mở phong linh ba màn. Khuynh thiên đột giáp chàng phan, đông du hải hội trời ban phong thần. Bắc hàng lục quốc tranh phân, kêu binh sĩ bại nam phần định phong. Thợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi. Lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặng không gì thở than.
Bắc Phương không dễ, không thể dễ dàng. Tao sợ lại đánh Tràng An ai mà. Tao sợ lại đánh Tràng An ai nhà. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Nam phần Nam lại đổi mình, không theo sự sắp vong linh ai ngờ. Nước Nam từ đó thay trời, mở ra thế yếm của thời xưa tiên. Thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phát mã giáp biên trợ thuyền. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi. Trung Đông thần sóng nó lôi nhà Tàu, ngã ba tam giác nước cao, không còn biên giới ngã nhào tứ phương. Mưu đồ bá đạo bá dương, tan băng động đất Tân Cương nó chìm. Hình gà lôi nó đau tim, mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Chỉ còn bốn tỉnh thái gà, mất tên trên cõi ta bà hư danh. Bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn no dạ hả hê, Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần. Kỳ nhì tái diễn phong dân, khác xa binh lực phong thần đã qua. Gọi là thế chiến màn ba, gọi 18 nước nó qua thời kỳ. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây. Hàng binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập đổi thay địa hình. Nhìn bầu sao rụng lung linh, quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời. Sao hôm chạy bỏ sao mai, nội thì qua ngoại chả ai chủ thuyền. Đất chìm bắt đổ Thái Nguyên, đà trời chia khúc ruột truyền núi sông. Động đất mất nửa hình rộng, đoạn trường gian khúc chanh chua. Động đất mất nửa hình rộng, tân đời nước đổi tấn phong hình rùa. Đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai. Nước Nam hội ngộ thiên tài, chân nhân thành đạo đất đai nhà rùa. Phong Thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách tiên cơ nước trời. Khoa Thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời thiên khai. Cả kiêu học sĩ nam tài, ra đi để giúp tương lai Sơn Hà. Đọc đọc cho ai cứ uống nước ăn uống là tự nhiên này, mình đọc thơ lên cái clip thôi mà. Hả? Đắng nghe không? Muốn cần phải để microphone không? Hả? Nghe hết mà sao? Nghe không? Hoành Sơn một dãy ra vào, cuốc kêu giọng đế cáo cào giả dương. Cung trăng đã sẵn trời dương, giang sơn lại mở một trường xuân thu. Tên đâu ba mũi phục thù, khen cho khắc dùng bài trò cho con. Ngọn cờ phất phới đầu non, thạch thành mèo lại bon bon chạy về. Dặm đường lai láng máu dê, con quay ngã trắng ba que cuộc tàn. Trời Nam giận ở Diêm Bang, chân nhân đâu đến những phường thầy tăng. Đồng Dao lại có câu rằng, non xanh mà mọc trắng răng mới kỳ. Bây giờ quét sạch thử ly, ai ơi nhớ lấy thiên ki kẻo lành. Đương khi sấm sét ầm ầm,
ấy là khí số, để răng trị bình. Vũ phu mà bức thư sinh, Long Ô chấp cả mấy anh thủy hoàng, nực cười cho lũ bàng quang. Cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe, thôi thôi mặc lũ thằng hề, gió mây ta lại đi về gió mây. Cờ tàn mà còn tính đường đẩy xe. Dạ. Thiên Cơ chẳng dám nói ra. Này của anh Mẫu Liễu Hạnh và thơ Tí Tí. Có duyên đã gặp thì ta đại lòng, ba màu đến độ suy vong, khỉ về gà gáy, vần hồng nổi lên, cúc vàng rót chén rượu tiên, uống mà xem lũ đảo điên luân thường, mèo lùi cáo nắm kỹ cương, tương tàn cốc nhục nhiễu nhương lạ kỳ, nhân gian mấy độ hợp ly, đồng quan nhuộm máu kinh kỳ tả tơi, quỷ ma giao chiến khắp nơi, quỷ ở trên trời ma ở dưới hang, cỏ cây non nước điêu tàn, quỷ nọ ra hàng mai mới thôi, vẫy rồng tạm tách làm đôi, bóng câu in dấu muôn đời nhớt nhua, kể từ đội ngũ nằm chờ, thầy tu mở nước bảy giờ mới hay, chẳng qua cũng giống quỷ tay, ma tàn hết đến, ma tàn quỷ hết đến ngày long qua, khỉ về gà gáy hoa hoa, khắp nơi lại giấy can qua kinh trời, quỷ ma đến lúc đi đời, phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng, chó mừng tân chủ rõ ràng, bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương, long hoa muôn thuở biên cương, việc thường con cháu tiên rồng vẽ vang. Mày nó chạy tới đâu mình đọc tới đó. Sĩ điền tịnh tiếu nhân lấn lướt, thời vẫn hèn nhược đục thắng can, cầu cho bốn biển bình an, chúc câu lai thế sớm làng vĩnh niên, xứng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thần gạn đục tầm trong, dình câu thủ cụ gia phong, gom nhành lá rụng vung trồng giống xưa, tớ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân, chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quyết một ngày thông đạt địa thiên, chúng sanh nghe thuở lời truyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm, dốc chờ ngày sen đơm nhị chỗ, khỏi bồn lầy tông tổ hiển vang, bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi dòng khải hoàng bổn phương, lòng chảnh cảm quê hương nghèo ngặt, các nước ngoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi, những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha, phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chơn tu, thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quả long, mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện trói hào quang, Việt Nam là giống hồng bang, không còn hung bạo lăng loàn như nay, dòm khắp chốn rồng bay chơi giỡn, dân hai lòng hết bỡn khùng liên, thiên cơ biến ảo diệu quyền.
hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai. Bút nghiêng hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Kì kìa con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai. Thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ kỳ thi. Muôn năm trời định khắc kỳ, ngạc ông thất thủ hạ bì khó toan. Ta điên thuở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài gia. Ghét dòng con nịnh độc xà, khinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân. Đường gai ốc thiên sơn dạng hải, dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng. Tử nha như thể cát đăng, tùng quân giữa bóng vui bằng hưng châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lư bồng hội hiệp đồng chầu thánh vương. Chủ kia bạo ác phải nhường, võ vương hữu phước đường đường trị dân. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền động pha lèo lãi cánh trương. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nóng nảy sân chi hư việc, phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Chữ phân những đứa vô nghì, mới là khỏa lấp vết tì ngọc son. Khuyên án giữ cho tròn đời đạo, đừng cho lòi cài cáo lung lăng. Yêu tinh trực nút đường tăng, mai nhờ đại thánh, mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy. Lối âm tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người kinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dù ai chê nhẹo phận mình toan. Thưa người ẩn nhẫn chờ mong, con thuyền xa bến vời trong tuyệt vời. Thuyền đi muôn dặm trùng khơi, để mùa trăng sáng xuân thời thập niên. Tinh xuân cánh nhạn ngoại biên, gửi người năm cũ chim hiền quê hương. Vần vương in bóng bên đường, long hoa mở hội trong vườn Nam Châu. Xanh xanh non nước một màu, chuột vang tiếng gọi mừng trâu nhập bầy. Cập kia mới thật là hay, rừng thiên ngự trị ấy ngày viên an. Trời xuân mở cánh mai vàng, núi sông sông núi gian sang một nhà. Trải bao năm tháng phôi pha, ngày nay liên hợp Trung Hoa lập hưng. Trắng xanh xanh trắng tưng bừng, ác tinh rơi rụng ngập rừng xích lê. Thưa người trọn nghĩa trọn thề, duyên xưa nói lại tình quê kết tình. Thương ai giữ vẹn gương trinh, gian lao nào quản điêu linh chẳng màng. Chờ xem vũ nhạc son sang, mai tàn sen nở chim ca hót rền. Gà sen cất tiếng đêm hè, phong ba bão táp tới liền một khi. Cờ treo nắm vững tung hoành, gươm thiên đâm thẳng vào tim quân thù. Mọi nơi rộn rã tiếng cười, anh em đoàn kết mọi nhà vui tươi. Gà sen cất tiếng thanh tao, nhân dân chiến thắng từ cao tới bằng. Phen này quỷ đỏ chạy dông, thăng long hớn hở dân quân trang hòa. Từ đây thống nhất sơn hà, con dân đất Việt muôn đời vang ca. Thời đà sắp đến nơi rồi, nội tình đen tối từ trong ra ngoài. Không sao ngăn nổi phong ba, thăng long đỏ rực quân binh kéo vào. Hai tên phản quốc mang đồng, nhân dân xử tội hết lòi dòng nô. Từ đây đất nước thanh bình, con dân đất Việt trở về quê hương. Phen này lục quốc phân tranh,
cho làm cho chịu, thầy thì chạy dông. 50 năm chẳng có là gì, nhân dân đói khổ lầm than khắp miệng. Trời cao thấu rõ tâm can, xà lan dạ thú đổ bầy chạy đâu. Anh em huynh đệ chớ thời đánh nhau, làm sao nước mạnh dân giàu, muôn dân hạnh phúc mới là tài cao. Bầu trời hết án mây đen, bình minh tỏ rạng khắp miền nước non. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa có râu. Thời mạc giận biết đâu mà kể, quỷ long hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Phật bà chứng giám thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi. Trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Còn đâu chủ thuyết tam vô, ba thu nói tiếp sóng to bủa tràn. Đáo bồ đề giặc tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai. Cơ trời có trả có dây, thiên cơ đã định khó thai khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, gán tu thân mới được chứng tri. Còn đâu những đứa vô nghị, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta dán lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi chung hợp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Trà hoa là đạo của ta, hoằng khai chánh pháp Phật bà thưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương quà. Thuyền bát nhã Phật bà ngự trước, Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm. Độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cũ đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến, thời cơ sau đón lệnh pháp truyền. Trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phận. Hết pin nữa, chưa mà còn nhiều lắm. Hay quá hay. Cái này lâu lâu mình ra mình ngồi đọc thơ, khi đọc thơ cũng độ được người á. Không có đúng. Cái lọ kia kìa, con cầm sai rồi. Samsung mà sư phụ. Rồi. Rồi iPhone mà. Đi vô xăng chút rồi đọc tiếp ha. Mày đọc tiếp. Đọc thơ cũng vui phải không anh? Vô cái clip có một cái hình sau lưng nó không quá đẹp. Cái ăn ổi lấy sức đọc tiếp ha quý vị. Cái lời của Phật mình phải cần phải nhắc nhở cho họ biết. Họ không tin sư phụ, nhưng mà họ phải tin mấy cái bài thơ này của mấy chư vị. Mấy chư vị nói ngay cái thời điểm này không á, tất cả nhiều khi họ đọc thơ mà họ không có hiểu nữa đó. Chứ nha, không hiểu đâu có gì khó đâu mà không hiểu. Hôm bác ba đọc thơ rồi bác ba dịch lại hay. Tam thu niên đại hoàng niên, Á Âu thế giới đảo điên sóng gầm. Đó, hiện giờ là vậy đó.
ở đâu có gì đâu phải dịch. Á Âu đảo điên sóng rầm mà. Nhất thu vào ất 4 năm, tam phân xứ xứ, trục tam quy hàng. Trục với đồng minh á, trục đó là cộng sản phải không? Trục tam quy hàng là Putin với đó. Chứ còn cái này đọc là mà dịch này nó nhiều quá, tại tôi muốn cho xong cái clip cho nó vô thơ hết phải không? Còn cái này một bài thôi, con nói con dịch ra cả tiếng đồng hồ á, mất thì giờ. Tam phân xứ xứ, trục tam quy hàng, cọp nhìn chồm cáo vênh vang. Tớ thầy ba chú dọc ngang mấy thời, biển đông dậy sóng nơi nơi. Khởi cơn biến loạn, thời cơ tỏ tường, tai ương đến với tai ương. Phật ơn cứu độ mười phương khổ trầm, nhị thu vào ất 7 năm, chim hiền mỗi cánh, trùng thân lạc loài. Khỉ rừng đào đá trong tay, tác khoai một kiếp một loài tinh ma. Ba thu dù có bao xa, Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường. Ba thu dù có nhiễu nhương, ngôi cao chúa cả phước dường quang lâm. Tam thu vào ất 05, 05 hợp với 4 năm con gà, chu kỳ khởi điểm không xa. Ba thu hạng đáo như ta đã truyền, thu này khất khỉ ngã nghiêng. Khí yên sông nước, phù yên cõi bờ, mùa xuân ta có câu thơ. Chúc an tín hữu đôi lời ta khuyên, trà hoa tín hữu cường kiên, giúp đời hành thiện trọn nguyện thương nhau. Ngắm rồng bay lượn khắp trên mây, ngang dọc thấp cao giữa chốn này. Sớm tối sẽ mưa qua đất Bắc, mai chiều cởi gió đến trời Tây. Ngựa dơi lồng lộn chiều siêu đổ, đuôi rắn thập thò nắm tuột tay. Ai biết đàn ông khi vỡ tổ, tranh nhau hút mật xé tan bầy. Giờ là xé muốn nát cái bầy luôn. Một câu nhí nhí của mấy vị thôi là ở ngoài kia là thôi biết bao nhiêu mấy ông này ông kia bị rút củi đốt lọ. Một câu thôi đâu cần hai câu. Dương gian nhẹ bóng trăng tà, hạ trần tái ngộ trà hoa đạo hiền. Trời xuôi nặng mối cơ duyên, cảm lòng thành tín lời nguyền bấy lâu. Từ nay nói lại nhịp cầu, quyền cơ giáng bút buổi đầu ứng ban. Hiển linh hóa thánh nhập đàn, giáo truyền chánh pháp cư an muôn nhà. Quy y dưới bệ Phật Bà, trời Nam tri ngộ trà hoa gọi là. Đường xa muôn dặm bôn ba, Phật ban đạo thánh dạy ta độ đời. Nay ta hiển ứng mấy lời, bàn cờ thế cuộc mấy thời đổi thay. Cờ ai xanh trắng tung bay, chi đầu can nhất từ nay khai màu. Chuột kia chui rút hang sâu, châu già ngậm cỏ bể dâu tỏ tường. Ngày xuân in bóng tà dương, cọp ta bốn hướng tám phương tung hoành. Trời Nam một dãy màu xanh, trời Nam trung hạn quy hành thập niên. Nhớ chăng nghiệp quả cơ duyên, nhớ chăng tín hữu chiêm hiền trà hoa. Sông hoa mập khóc, sông hoa mọc mới là hoa đầu hoa cuối giao hòa đông tây. Ngũ âm chọi khúc đàn hay, nghe ra mới biết ấy là Nam Xuân. Bài ca gian dội âm cung, quỷ ma tan biến tứ tùng là đây. Chim hiền lướt gió tung mây,
trời cao chắp cánh, bỏ ngày gian lao. Chơi diều gặp lúc thả diều bay, ngang dọc thách cao giữa cõi này, nhào lộn thỏa lòng trên đất Bắc, dễ dùng phỉ sức tận trời mây. Lững lờ ghé mắt nhìn sông núi, vi vút nghiêng mình cởi gió mây, bao kẻ đợi chờ khi hết cuộc, ta nguyền trung nghĩa dạ nào sai. Rừng chiêu sương phủ bạc màu cây, đứng ngăn chim ngàn lũ lượt bay, múa luyện thỏa tình qua cõi Bắc, dễ dùng phỉ chí đến trời Tây. Dọc ngang lui tới chờ băng gió, lên xuống thấp cao đợi rẽ mây, lớp lớp dập dìu tìm tổ ấm, cùng nhau vui hưởng cảnh xâm vầy. Đây nó là dễ dùng phỉ chí đến trời Tây. Còn là đây nè, là những HO đi hải ngoại là dễ dùng đi qua trời Tây Mỹ. Đông Hải Sơn Trung nhập hải quan, trời Đông Hải khơi màu cuộc chiến, đất Trung Sơn tính chuyện thật hư, kìa xem mấy chú kình ngư, nãy thuyền Thiên Quốc chuyển từ thế công. Mới khi xưa cũng thuyền mát đốc, phía cờ hoa đến chọc giặc ma, bao năm nát cửa tan nhà, trời Nam khói lửa can qua chiến trường, ngày nay vẫn theo đòi gương trước, thuyền Trung Sơn nay thuộc biển Đông. Thương tha cho lũ mang đồng, tính khôn tính dại khó mong thoát nạn. Tự do, hai tiếng tự do mà sao nghe thấy thêm lo quá chừng. Từ khi mắt mở năm dần, tự do đã biến theo thần tự do. Thần tự do sẽ lo tất cả, hỡi hiền đồ có phấn khởi trăng. Thôi đừng ngại lắm khó khăn, mà quên việc nước mà quăng việc thù. Con ơi sắp sửa trùng phùng, cọp ti hung dữ cũng đừng oán than. Rồi đây khỉ đến vạn ngàn, niềm vui hạnh phúc dân tràn quê hương. Còn đâu kẻ bán tình thương, còn đâu cái bọn lừa vô lương tâm này. Con ơi sắp sửa xâm vầy, con ơi nghe thấy lời thầy khuyên rằng. Nắng hè đỏ cả đồng thao, khiến đòn vô mục ẩn vào gốc lê, xung quanh cành lá xum xuê. Thế mà thiếu nước thảm thê đòn người, muốn qua đến bến bờ kia phải qua sông gạch đầm đìa ruồi trâu. Muốn qua tránh khỏi thảm sầu thì nên theo dấu cọp beo về nhà. Ngồi thiền tưởng cầm quay quay đi chứ quay ngay cái hai cẩm này quay dài vòng, mà đứng gần gần á nó mới có đu thúc cho tiếng nói. Ba năm đáo hạn chu kỳ, nhìn xem phong vũ ngẫm suy chuyện đời. Thu này bão nổi nơi nơi, nguyệt hoàng nhật ám thời cơ chuyển thành. Đông nam lục quốc bao quanh, khiến chú thất khỉ gian manh khó nàng. Búa liềm sẽ bước sang trang, nghiệp nhân dây trả năm tàn niên tai. Cờ hoa thượng thế khứ lai,
hướng trong quỷ đạo, hãm thai chú tròn, vũ lê ngồi đứng bôn chôn, thập cầu chủ quốc, trung môn họp bè, nát vờ cố giữ bờ tre, nát vờ cố giữ bờ tre, che già ất quỷ, hữu gia chấp quyền, đông tây nắm lấy cơ duyên, đưa chủ xã hội, quy miền âm cung, pháp nạn rồi sẽ cáo chung, hào quang lại sáng khắp cùng gần xa, các con tín hữu trà hoa, tu thân độ chúng, trừ ma cứu người, xuân về hoa nở thêm tươi, nhớ câu tâm niệm, người người an vui. Chớ nôn nóng, chớ buông xuôi, chờ xem thế cuộc dần trôi thuận lòng. Ngày nay chịu chút long đông, ngày mai thỏa chí tan bồng chim bay. Thời cơ nói tiếp đâu sai, biến thời ta sẽ định thời giáng lâm. Dịch luôn nè nghe. Mai đây đến chảy hội Long Hoa. Hội Long Hoa là mình nói hội anh Tài, sáu triệu chim hiền vậy đó. Mai đây chảy hội Long Hoa, độ dân giúp nước, mọi nhà yên vui. Mai đây hết ngược hết xuôi, có nghĩa là mình ở hải ngoại đi về Việt Nam tự do đó, hết ngược hết xuôi, thuận buồm yên gió, đò tôi kính người. Mai đây đón lại xuân vui, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Nghĩa là sáu chị em mười là cứ máy bay cứ tấp nập vô đáp xuống Tân Thần Nhất. Thì câu này nè, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Mình nhớ mấy bài thơ này là cả năm 70 năm nha quý vị. Ừ. Thời đó đâu có Việt Nam Airlines hay là Vietjet đồ gì đâu, đúng không? Thì mấy vị dùng thuyền thôi, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rủ sạch u mê, hết kỳ pháp nạn gia thê trùng hùng. Nghĩa là hiện giờ á, Phật tử cà gù cà gật là còn u mê, dân chúng còn bị nhồi sọ là u mê. Sau này tỉnh hết, nội một cái vụ ca sĩ nè gây quỷ không có đúng nè, từ Vi Nhung mà lên tới Võ Hoàng Yên đồ á, thầy Nhật Từ đó là u mê á. Sau này mấy cái đó là bài học. Mai đây rủ sạch, rủ sạch đó là làm sạch sẽ u mê, hết kỳ pháp nạn, hiện giờ là pháp nạn đúng không? Phật tử xuyên tạc cha mẹ, không tin cha mẹ, hết kỳ pháp nạn gia thê trùng phùng, giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn, chăm lòng nở hoa. Có nghĩa là mình không còn độc tài nữa, thì mình có nhiều đồng minh thế giới tự do, là mình không có kẻ thù nhiều, bạn nhiều. Giảm thù tiếp bạn, chăm lòng nở hoa, tòa sen tỏa ánh Phật Bà. Tức là lúc đó đạo Thiên Tâm là dùng cái đạo Phật sẽ làm cái pháp nạn trở thành lên là cái thịnh, thịnh trở lại. Tòa sen tỏa ánh Phật Bà, có ta dưới bề chiếu xa độ trì, chim hiền tỏa cánh bay đi. Chim hiền là sáu triệu hải ngoại chim hiền, họp đoàn tìm ảnh từ bi quay quần. Nghe là về Việt Nam là ai cũng là người hiền hết, nhân tài xuất hiện khắp cùng. Đó là kỹ sư, bác sĩ, chất xám, IP đủ hết. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ ràng vui chung nước nhà. Lúc đó nước Việt sẽ có một minh quân tỏ ràng vui chung nước nhà, đó là vui chung phải không? Thiên cơ khó lậu quá xa, vững tâm tin tưởng lời ta phán truyền. Đó là lời Đức Thầy. Cái này của ngài Phan Đình Phùng, cái này mới vui. Ổng thì hồi lúc ổng sống người ta biết ổng
nhà làm thơ đúng không? Mang Đình Phùng. Này dù biết xua là của ổng. Mai vàng rộ nở trời xuân, câu thơ chung rượu được phần chung vui. Trên bàn cờ tới lui xe ngựa, vịnh cung đàn họ sự sàn xê. Rượu vơi đầy mới tỉnh tỉnh mê. Thi liếu láo, biết ai ai biết. Rượu một bầu, thi một điệu. Mượn rượu này đánh liệu cuộc cờ chơi. Còn non, còn nước, còn trời, còn trăng, còn gió, còn người hôm nay. Nghe là khi mà những cái nhà thơ, những cái người mà giỏi chữ nghĩa đó, khi họ mất rồi á, họ cũng là hồn thiên sông núi, thì họ cũng về cho phụ mấy cái bài thơ này. Vậy cơ, cho nên phụ có cuốn sách gì đó. Còn nhiều lắm mà không có đọc gì hết. Cái này là phụ biết là có ngày Phan Đình Phùng, bữa ngày cũng có về núi mình đó. Hello mấy anh Hùng. Xin sư phụ phải về làm. Ok, okay. Cái này của một vị năm 1929. Lúc đó Ngô Tuấn Kiệt này chưa có ra đời. Xe từ đàn ông tới đàn bà tóc vàng không vậy ta? Lai à? Lai Mỹ à, hay là đi nhuộm chai thuốc nhuộm có nhiêu năm đồng hả? À, khoảng chừng cũng thành Mỹ được ha. Nhưng mà cái da làm sao nhuộm thành trắng được? Nếu nhuộm tóc vàng giống Mỹ đi, nhưng mà cái da khó nhuộm. Đâu có tẩy về Việt Nam có tẩy. Nhiều người cho phụ thích vậy nè, búi tiêu vậy, bạc bạc vậy đó, nên nó già chơi vậy. Thầy biết thiên cơ nhiều quá mà chờ hoài không thấy gì, mau già lắm, thà không biết vô tư quá, không có lo nhiều. Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Chỗ này á, hồi nãy cái bài thơ của anh Mẫu Lữ Hạnh 1938 ở chùa Ngọc Sơn Hà Nội đó, mà có nói là thầy tăng mở nước vậy mà mới hay. Thầy tăng mà sao mà mở nước, tu tu phải không, mà cái người này trong lòng á là tăng mà ở ngoài á là khác. Cho nên có cái bài thơ mấy vị cũng trùng hợp á, thầy tăng mở nước vậy mà mới hay á, tức là lo về quốc gia đó. Mấy vị có nói mà thầy tăng mở nước vậy mà mới hay. Thì đây là hoàng bào ở dạy cho thăng, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Ngu ngơ giả dạ giả thật, nửa mê nửa tỉnh, nửa răng dạy người. Nói năng làm việc dị kỳ, cực đùa đủ hạng, quất râu của rồng. Ở trong hạng thù mấy ông rồng bằng cây thôi, mình vô đi ngang ổng phủi bụi với vuốt chú. Nhớ không, nhớ các bạn hả? Này nói gì? Âm thầm chuyển pháp các vua. Câu này á, nếu mà người phải hiểu á, là khi mà mình nói thiên cơ nãy mình đọc vậy á, làm cho người ta dễ có một định hướng là tính. Cái trí tuệ của con người học có giỏi cỡ nào nữa cũng không bằng ở trên trời tính sẵn rồi. Mà huống chi trên đời này có ai dám cãi lời ông trời không? Những cái gì trời định một cái là thôi, như đinh đóng cột, nó vậy là vậy. Cho nên sư phụ lộ cơ là để mà định hướng vậy đó cho họ. Tao đưa ra đó, đáp số rồi đó. Không cần mới ngồi tính làm toán đố mà đưa đáp số luôn á, đưa 6 số chúng luôn á. Đặt đi, đặt thiên tâm là hành Phật liền, là về trời liền, đúng luôn á, chánh đạo. Vậy mà nhiều người cũng không thèm đặt nữa. Sáu con số mà. Cất đùa đổ hạng, vuốt râu của rồng.
âm thầm chuyển pháp các vua, hòa bình khai mở muôn dân an lành. Pháp thiên cơ chuyển xây dần. Pháp thiên cơ nghĩa là từ 2018 á, phù được lộ thiên cơ á, thì mấy vị cho lộ á. Với mấy cái bài thơ này xưa giờ đâu có ai đọc đâu. Thì phụ là người nằm một cầm một cái binh thư một đống này nè, thì mình mới đọc. Thì từ hôm nay mới xoay dần tới ngày hôm nay là như 4-5 năm đúng không? Là nó xoay chuyển nhiều lắm á. Nó ra được cái đạo, nó ra được một cái nước Việt Nam hôm nay bỏ Tàu theo Mỹ. Hiện giờ Việt Nam mình đang bỏ Tàu theo Mỹ. Thì cũng nhờ mấy cái bài thơ nãy giờ mình đọc á. Đó là ở đây có nói là pháp thiên cơ chuyển xây vần, nông thương công mãi đủ đường ấm no. Đến khi nó làm những cái mấy người hiện giờ đang biểu tình ngoài kia quốc hội ấy, là để kiếm ngoại giao, kiếm business về bển đúng không? Thì là câu đó, nông thương công mãi đủ đường ấm no, đến khi kết cuộc rõ ràng giật mình mới biết mình quen lâu rồi. À mà anh thì kết cuộc rõ ràng, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. Quen chưa? Quen không? Ai cũng đè mình đúng không? Chụp hình 5/5. Dạng hình ai cũng biết tên, cho rằng điên loạn nói lời thị phi, cho nên mới rẻ mới khinh, nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay. Đến khi muốn biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê. Không biết á, mấy cô thơ ký hồi trước khi Phụ mua nó này, Phụ biết Thừa Thiên Tử. Tại có mấy ông rộng đó, ngày nào cũng nói chuyện với mấy ổng. Mấy ổng bay vòng vòng mà ngồi thiện Phụ. Không tin là không tin, cứ nghĩ là Phụ thích collection gỗ rồi vậy đó. Không phải. Đến lúc mà nhà ba bị bệnh hay da có bệnh á, ô anh Kiệt khấn giùm, khấn cái là hết bệnh. Không, đụng tới mình á, mình xin điều là được hết. Vậy mà mình nói là nhất định không ai tin. Cho nên là mình mới buồn phải không? Từ trước khi có cái núi này luôn chùa biết. Ở dưới chùa thì cũng có nói cho họ biết mà họ cũng không tin. Ngộ lắm. Không phải dễ mà, tại vì ngày nào cũng gặp mặt rồi đấy, mà cái mình nói là tôi không phải là Kiệt Ngô, tôi vậy không ai nghe mình. Bạn cũ anh em hay là mấy thằng làm chung bạn mấy chục năm cũng vậy, lì lắm. Khi mà đã biết rồi khó tin, nên mới nói là ẩn hiện hiện. Vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đúng là phụ người. Gần lúc mở cái núi này gần 5 năm trời, không ai hiểu. Đến lúc mà gần tới mùa Covid mà nó bộc phát lên á, thấy chúng sanh sắp bị chết như là củi á, lúc đầu mới buồn mới vô ngồi vu vơ có một chút xíu, mười mấy phút á. Lúc đó là bắt đầu ra nói chút, ngồi ngay cái clip mà số 1, số 2 á. Từ đó tới ngày hôm nay lúc đầu mới ra nói luôn, chứ thôi trước đó cả chục năm đâu có nói được. Mà mình nói không được á, ai cũng coi thường mình. Nó giống như phụ có tiền rồi sao bây giờ bị ngồi thiền tẩu quả nhập ma gì. Nó không có, tao thiệt mà, tao là nhà kỹ sư khoa học đâu có bị gì đâu. Tao đó là thiệt. Mà mình nói cái gì cũng trúng luôn á nghe. Mình nói chặt rồi thôi, đâu còn mặt ngồi đây đâu. Vậy mà tao cũng không nghe. Thương cho sanh chúng u mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đường tu sanh chúng lu mờ, mê mà chấp pháp kẹt đời làm sao. Cho nên ẩn mờ mờ, khuyên cho sanh chúng tịnh tu mau thành. Của một vị thánh viết năm 1929. Chứ là mấy vị đã nhìn thấu cả cuộc đời của Hộ là hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Thì mấy vị đã nói trước. Cũng như ông Đức Thầy nãy viết cái bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thư á, là cái bài đó năm 41. Phụ sanh năm 65.
tức là nhiêu năm, 20 mấy năm sau mà Đức Thầy đã cho cái tên sẵn vậy rồi.